cụ ông tặng tài sản 100 tỷ CHO trẻ mồ côi. Ông Bùi Công Hiệp, đường số 1, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, gia đình đã làm giấy trao tặng 2.500m2 đất và căn nhà 3 tầng trị giá hơn 100 tỷ đồng để làm mái ấm cho trẻ mồ côi. Mái ấm có tên thiên thần của ông Hiệp hiện đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Ông là một quân nhân về hưu, năm 2010 ông Hiệp và vợ con đến phường Long Trường, quận 9 mua mảnh đất rộng hơn 2.500m2, cất căn nhà 3 tầng để an dưỡng tuổi già. Từ đây, ông Hiệp và vợ đã cưu mang nhiều hoàn cảnh khốn khó và nhận nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay có hoàn cảnh đặc biệt. Không những lo cho cuộc sống của các bé được đầy đủ hàng ngày, vợ chồng và hai con của ông Hiệp năm 2020 còn có một quyết định không thể tin được, tặng gia tài gồm 2.500m2 đất cùng căn nhà 3 tầng, trị giá hơn 100 tỷ đồng cho những đứa trẻ mồ côi này. Toàn bộ tài sản này sẽ là của bọn trẻ. Vợ chồng tôi muốn rằng tương lai của chúng sẽ được tươi sáng hơn, ông Hiệp chia sẻ. Với tâm nguyện để sau này, khi chúng lớn lên, dù thành công hay thất bại trong cuộc sống cũng còn chốn quay về. Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần được Ủy ban Nhân dân, quận 9 cũ cấp phép hoạt động từ năm 2010. Đây là những hình ảnh một ngày của ông Hiệp, chỉ áo sờn vai, cùng những đứa trẻ được ông bạn tặng cuộc sống đầy đủ. Cơ sở đủ vật chất cho các em vui chơi, có nhân viên y tế đầy đủ, mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn hàng ngày chở các bé lớn đi học. Người cha già, ông Bụt, đó là cái tên thân thương mà nhiều người đặt cho ông Hiệp, người tạo dựng mái ấm Thiên Thần ở số 203, đường số 1 khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức.